theo là đoạn camera ghi lại một việc khá hy hữu. Một ngôi nhà ở khu vực Bình Dương bị trộm ghé thăm đến 2 lần. Đây là lời cảnh báo nhiều người đừng nên mất bò mới lo làm chuồng. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 4, hai đối tượng tiến tới trước cửa ngôi nhà. Một tên ngồi trên xe cảnh giới, tên còn lại mở cổng đi vào trong căn nhà. Sau khi quan sát, tên này đã lấy trộm chiếc xe Vision màu trắng rồi nhanh chóng biến mất. Mới đây, rạng sáng ngày 16 tháng 10, ngôi nhà này lại bị trộm ghé thăm. Lần này, trước khi hành sự, kẻ gian đã lấy cây cuốc đổi hướng quay của camera trước nhà, sau đó gỡ tung bản lề của cổng chính và đột nhập vào trong tìm tài sản. Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại.